xin chào tất cả mọi người nhé. Thì ngày hôm nay thì mình đang ở khu vực phía Bắc đây. Thì lần đầu tiên mình làm một video quảng bá về việc là kênh nông dân làm giàu của mình đi đến tận phía Bắc. Cái này là một trại mồ câu và nông dân làm giàu đã thiết kế cũng như giao tận con giống ra tận phía Bắc cho bà con nông dân nuôi này. Đây trên màn ảnh quý vị cũng có thể thấy là đây là những cặp bồ câu Titan Thái siêu thịt nhé. Thì có một anh nông dân ở phía Bắc cũng liên hệ với thương hiệu nông dân làm giàu của mình, thì anh có đặt là hơn 100 cặp bồ câu Titan Thái siêu thịt đang sinh sản về để anh nuôi. Thì như mình cũng đã trao đổi, có nghĩa là những bồ câu Titan Thái siêu thịt ở trại mình nhé, thì mình có thể vận chuyển khắp cả nước luôn. Thì cái điều đó đã được minh chứng ở cái việc đây là cái video của mình đây. Thì trước đó thì anh nông dân này cũng đã nuôi hơn 200 cặp rồi. Thì khi mà biết đến cái việc mà ở trại mình chuyên về cái giống bồ câu Titan Thái siêu thịt á, thì anh cũng đặt ở trại mình để cung cấp giống cho anh. Đây mọi người có thể thấy là những chiếc cặp chim bồ câu hết sức to, hết sức đẹp luôn, nhìn đúng đã luôn mọi người ạ. Và tất cả những cặp chim bồ câu Titan Thái siêu thịt này là đang ở tuổi sinh sản mọi người nhé. Thì khi mà mình giao chim bồ câu đi trên đường á, thì có một cái nó cũng hết sức buồn cười, có nghĩa là chim bồ câu nó đẻ luôn ở trên xe luôn. Thì đẻ cũng tầm khoảng chục trứng á. Thì có thể nói là chim bồ câu này nó khi mà mình chuyển đến để cho bà con nông dân nuôi thì cực kỳ chất lượng. Là những cặp chim đã là đẻ và nó là xuất sắc ở trại mình thì mình mới giao đi cho mọi người nuôi. Thì khi mà mình giao chim bồ câu thì mình cũng tư vấn kỹ thuật để cho người nuôi hiểu về cái tập tính của con chim bồ câu Titan Thái siêu thịt mình nuôi ở phía Nam, để khi mà đem ra phía Bắc thì để mọi người nuôi cho nó hiệu quả. Tại vì cái bồ câu Titan Thái siêu thịt nó được một cái nó là thích ứng với cái điều kiện khí hậu ở Việt Nam mình rất là tốt mọi người ạ. Đặc biệt là ở những khu vực nông thôn á, là nó có cái điều kiện sinh trưởng và phát triển tốt thì rất là hay. Đây này cho mọi người thấy luôn là trứng là trong quá trình vận chuyển chim là nó bị vỡ đấy. Đây là chim nó mới đẻ luôn đó mọi người ạ. Thì mọi người có thể thấy là cái kênh nông dân làm giàu của mình á, có một cái rất là hay. Có nghĩa là chim thì mọi người có thể xem trực tiếp ở trên video này luôn. Thì có thể nói là nó rất là hay và mọi người có thể xem một cách tận mắt thấy luôn. Đến và đến trại mình thì cũng như vậy cả. Và cái kênh nông dân làm giàu của mình thì mình cũng xin phép được thông tin cho mọi người đó. Kênh nông dân làm giàu của mình là mình là kênh duy nhất, chỉ có kênh nông dân làm giàu của mình thôi mọi người nhé, chứ không có kênh nông dân làm giàu thứ hai. Đây là trứng nó vừa rớt trứng đó mọi người ạ. Thì trứng này thì lát nữa mình sẽ đem vào máy ấp trứng cho anh luôn. Trứng chim bồ câu của mình thì cũng là, phải nói là nó cũng khá là to đấy. Chứ chim bồ câu mà ta thì thường nó bé lắm mọi người ạ. Để cho mọi người xem tận mắt trứng chim bồ câu vừa đẻ luôn này. Những cặp chim trông hết sức là lanh lợi. Và máng ăn rổ đẻ chuồng chim bồ câu thì mình cũng vận chuyển luôn. Ở trại sản xuất ở cơ sở của mình, mình đem ra phía Bắc này mình lắp ráp luôn nhé. Tất cả nói chung là không sót một thứ gì, từ máng ăn rổ đẻ, miếng lót rồi chim bồ câu, tất cả là ở trại của mình và mình vận chuyển ra đây. Thì phải nói là cũng khá là kỳ công trong quá trình vận chuyển đó mọi người. Nhưng mà mình cũng rất là mừng khi mà mình đưa chim đến tận phía Bắc này, nhưng mà chim cực kỳ khỏe. Chim rất lành lợi và có rất nhiều cặp là đẻ liền đấy. Như mọi người cũng có thể thấy là trên màn hình nó đẻ liền. Và chim nó đã gù mái hết sức tốt luôn. Có một cái đặc biệt là hầu như chỉ ở trại mình thôi. Có nghĩa là những cặp nào mà ở trại mình á, nó đã là một cặp á, thì khi mà vận chuyển đi mình đã đánh dấu nó nhá. Mình đánh dấu nó bằng những cái cách khác nhau để khi mà mình mang chim đến cho khách hàng ấy, thì đúng những cặp đấy, chứ nó không có bị sai. Chính vì vậy là chim nó đã quen nhau và nó không có xảy ra tình trạng đánh nhau
hoặc là xảy ra cái tình trạng là mua về mãi mà không đẻ. Đấy, mọi người lưu ý một cái đặc biệt quan trọng như vậy. Và mình cũng thấy là hầu như là có nhiều nơi họ giao chim cho mọi người là họ ghép nó không chuẩn á, thì thành ra là mình nuôi chim là nó có những cặp nó đánh nhau và nó nuôi không ok. Còn ở trại của mình thì làm bằng cái cách khác, có nghĩa là mình tìm mọi cách làm sao để mọi người nuôi chim bồ câu cho nó hiệu quả, cũng như là mình có những cách thực ra nó cũng đơn giản thôi, như cách đánh dấu chim đấy. Tại vì cặp nào xuống là mình lựa y cặp đấy, mình bỏ vào chuồng thì nó đã yêu nhau rồi, thì khi mà mình chuyển đến thì nó cũng đã quen nhau thì nó cũng rất là nhanh phát triển mọi người ạ. Đây là cái máy ấp trứng của anh đấy, đây là mình sẽ bỏ trứng vào đây. Đây, mọi người thấy trứng chim bồ câu to không? Nhìn rất là đã mắt luôn. Và mình cũng hy vọng là khi mà mình giao chim bồ câu thì những người mà mua giống của mình thì đều phát triển tốt. Và có một cái cũng khá là hay, có nghĩa là mình bao đầu ra cho mọi người ở mọi miền đất nước luôn. Có nghĩa là ai không cần mua giống của mình nhưng mà cần nhu cầu về thu mua chim bồ câu thì mình vẫn thu lại cho mọi người nhé. Mọi người yên tâm ở cái việc như vậy. Và mình cũng hy vọng là trong năm 2023 là mình càng kết nối thêm được nhiều người, và mọi người ở đâu, miễn là ở Việt Nam mình, thì mình đều có thể như là giao con chim bồ câu này. Và chim bồ câu Titan Thái siêu thịt thì có thể nói đó là một cái dòng chim đó là ok nhất hiện nay. Và như nó, mọi người cũng có thể thấy là trên hình ảnh này thì những cặp chim rất là to, nhìn đã mắt lắm mọi người. Những cặp chim này là nhìn là như là con gà tre vậy đó, thì mọi người thấy nó cũng sẽ hy vọng là mang lại những cái tín hiệu tích cực. Và mình cũng hy vọng là những ai mà xem kênh Nông Dân Làm Giàu của mình á, thì mọi người cũng có một cái nhìn khách quan hơn. Tại vì mình cũng thường xuyên thay đổi những cái bối cảnh á. Tại vì quay những hình ảnh ở trại mình thì đôi khi nhiều người họ xem nhiều họ chán, thì mình sẽ có những cuộc đi giao chim bồ câu này này, thì mình cũng hy vọng là mọi người có một cái nhìn khách quan hơn. Có nghĩa là trại mình đi từ Bắc chí Nam luôn, kênh Nông Dân Làm Giàu của mình, và mình mang chim đến mọi miền đất nước. Và mình cũng mong muốn là được hợp tác với nhiều người và bao đầu ra cho nhiều người. Tại vì cái thị trường chim bồ câu hết sức rộng mở, thì mình cũng hy vọng rằng mình có thể kết nối với nhau để cùng hợp tác và phát triển. Và mọi người mà cần thông tin hoặc cần trao đổi thì cứ alo cho mình theo số điện thoại 0961142323. Và đây là cái số độc quyền và duy nhất cũng như là của kênh Nông Dân Làm Giàu của mình. Và qua năm thì mình cũng sẽ lập một website nongdanlamgiau.com để mình có thể đăng tải những thông tin lên đó cho mọi người. Và ngoài website này ra thì kênh Nông Dân Làm Giàu của mình không có bất cứ một website nào nữa, thì để mọi người tránh cái tình trạng hiểu lầm. Và hy vọng tất cả mọi người sẽ ủng hộ mình nhé. Chào tạm biệt tất cả mọi người.